Chào mừng các bạn đến với kênh Sắc Màu Chợ Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chợ An Bình ở Cần Thơ. Chợ An Bình nằm bên bờ sông Cần Thơ và dưới chân cầu Cái Răng, rất là nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ các bạn nha. Khung cảnh xung quanh chợ An Bình, ở trên là khu bán cá, mực, các loại cá đồng, cá sông, cá lóc, cá bạch má, tôm sông, các loại rau đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Wow, các bạn thấy cái khu cá rất là rộng nha. Dạ, nếu một cô chú anh chị ở xa quê nhìn rất là nhớ nhà luôn, nhớ miền Tây Nam Bộ của chúng ta luôn nha. Dạ, và cái khu ở giữa thì đó là khu bán rau. Khu bán rau ở đây đặc trưng của miền Tây Nam Bộ là các loại trái cây, rau củ quả rất là rẻ. Những tiểu thương buôn bán ở đây rất là vui. Xoài cát hoa lộng 28.000 một ký nha chị. Phía bên trong nhà lồng chợ thì bán các loại phẩm công nghệ, các loại hóa mỹ phẩm. Còn phía ở bên ngoài thì bán hoa. Khi chúng tôi đến thì bến tàu An Bình đã tạm ngưng hoạt động do là chuẩn bị thi công cái bờ kè. Cho nên việc mà gọi các cái tàu đi tham quan chợ nổi Cái Răng rất là khó khăn. Dạ, nên anh chị phải đặt trước tour trước khi mà chụp có cái kế hoạch đi du lịch ở chợ nổi, tham quan chợ nổi Cái Răng nha. Đó là khung cảnh về bờ kè hiện đó đang sạt lở. Thì tiểu thương ở trên chợ buôn bán cũng không có đông đúc lắm. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái clip về chợ An Bình dưới chân cầu Cái Răng này nha.